Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là chương trình thời sự 45 phút chiều của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay 22 tháng 5, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức bầu cử sớm. Từ 9 giờ sáng nay, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị kết thúc cách ly phong tỏa. Bộ Y tế kiểm tra toàn diện bệnh viện Bạch Mai. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần tin quốc tế có trong thế giới chuyển động cùng với biên tập viên Thanh Huyền. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Hiệp và chị Anh Thư. Kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Mỹ, Hàn Quốc khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN. Tuyên bố Roma cam kết tặng vaccine COVID-19 cho các nước nghèo. Đa dạng sinh học, mảnh ghép quan trọng của ngôi nhà trái đất. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cam kết sẽ hỗ trợ nhằm tái thiết giải Gaza, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước đối với Palestine và Israel là câu trả lời duy nhất cho cuộc xung đột giữa hai bên. Tổng thống Biden khẳng định không có sự thay đổi trong cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel, mặc dù ông đã đề nghị phía Israel ngừng các cuộc giao tranh giữa các cộng đồng ở Jerusalem. Tổng thống Biden nhấn mạnh sẽ không có hòa bình cho tới khi khu vực thừa nhận rõ ràng sự tồn tại của Israel. Ý tưởng về một giải pháp hai nhà nước, trong đó Palestine là quốc gia có chủ quyền với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình với Israel theo đường biên giới năm 1967, trong nhiều thập kỷ qua, vẫn là nền tảng trong nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine. Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt. Tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn nêu rõ, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí hợp tác chặt chẽ cùng nhau nhằm tăng cường kết nối cũng như là đẩy mạnh việc đổi mới kỹ thuật số trong ASEAN, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân giữa người dân Mỹ, Hàn Quốc với người dân Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Hàn Quốc trong việc củng cố các cách tiếp cận đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên cam kết duy trì hòa bình và ổn định, tự do thương mại, hợp pháp và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Hội nghị thượng đỉnh y tế toàn cầu tổ chức dưới hình thức trực tuyến ở Roma, Italia đã kết thúc với việc đạt được tuyên bố Roma, trong đó lãnh đạo các nước giàu và đại diện các hãng dược phẩm cam kết tăng nguồn cung vaccine cho những nước nghèo. Tại hội nghị, các hãng dược phẩm Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson cam kết sẽ cung cấp khoảng 3,5 tỷ liều vaccine với giá gốc hoặc giá chiết khấu cho các nước có thu nhập thấp và trung bình trong năm nay và năm tới. Liên minh châu Âu-EU thì cam kết hỗ trợ 100 triệu liều vaccine cho những nước có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời tiến hành đầu tư 1,2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng các trung tâm sản xuất vaccine ở châu Phi. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đề xuất một kế hoạch trị giá 50 tỷ đô la Mỹ nhằm chấm dứt đại dịch. Pháp và Đức cho biết mỗi nước sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine cho các nước nghèo. Trong khi đó, thì Mỹ cam kết sẽ tiếp tục tặng nguồn cung vaccine dư thừa cho những nước cần vaccine. Thưa quý vị, hạnh phúc và thịnh vượng của con người có thể được cải thiện đáng kể bằng cách ưu tiên các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Đây là thông điệp được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh nhân Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 22 tháng 5. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng mỗi chúng ta đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ thiên nhiên bằng cách thiết lập sự cân bằng trong mối quan hệ giữa con người với trái đất. Lựa chọn lối sống hài hòa với thiên nhiên là biện pháp tốt nhất để con người phát triển bền vững, tránh được nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới. Đa dạng sinh học từ lâu đã trở thành vấn đề toàn cầu. Hiện có hàng triệu loài động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những tác động của con người gây ra. Liên Hợp Quốc cảnh báo tốc độ suy thoái đa dạng sinh học đang diễn ra là chưa từng có trong lịch sử. Chỉ 3% diện tích đất trên thế giới không bao gồm Nam Cực vẫn còn nguyên vẹn về mặt sinh thái, với các quần thể động vật nguyên thủy khỏe mạnh và môi trường sống chưa bị xáo trộn. 1 triệu loài động thực vật trong tổng số 8 triệu loài trên trái đất đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm nay
Chúng ta là một phần của giải pháp vì thiên nhiên, là sự tiếp nối chủ đề xuyên suốt của năm 2020. Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên. Đây là lời nhắc nhở rằng đa dạng sinh học vẫn là giải pháp quan trọng, là một lựa chọn cho sự phát triển bền vững. Theo Liên Hợp Quốc, kế sinh nhai của hơn 3 tỷ người trên thế giới phụ thuộc vào sự đa dạng sinh học biển và ven biển, trong khi 1,6 tỷ người kiếm sống nhờ vào rừng. Việc bảo tồn các loài sinh vật trên trái đất không còn trong khuôn khổ lòng vị tha, mà có vai trò quan trọng để đảm bảo sự sống của con người. Đại dịch COVID-19 buộc con người phải nhìn lại vai trò bảo vệ của đa dạng sinh học trước các bệnh truyền nhiễm. Nhiều bằng chứng cho thấy việc mất đa dạng sinh học có thể làm tăng số trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Trên thực tế, 70% các bệnh truyền nhiễm đang lây lan trong những năm gần đây bắt nguồn từ động vật. Do vậy, sức khỏe của hệ sinh thái càng suy giảm sẽ khiến bức tường miễn dịch giữa con người và mầm bệnh ngày càng mong manh. Dịch COVID-19 hoành hành hơn một năm nay là lời nhắc nhở về mối quan hệ mật thiết giữa con người và thiên nhiên, khi mà chính con người đã làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên nhanh hơn mức thiên nhiên có thể tái tạo. Bởi vậy, chỉ có con người mới có thể tạo nên sự thay đổi vì thiên nhiên. Nói cách khác, con người là mảnh ghép quan trọng nhất trong các giải pháp để bảo vệ đa dạng sinh học và thiên nhiên trên trái đất. Bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong năm ngoái, số tài sản của giới tỷ phú ở Anh vẫn tăng ấn tượng lên tới hơn 20%. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn quốc tế. Theo danh sách 10 người giàu nhất nước Anh do tờ Sunday Times bình chọn, trong năm ngoái, xứ sở sương mù có 171 tỷ phú, tăng 24% so với năm trước đó, với tổng giá trị tài sản đạt 597,2 tỷ bảng Anh, tương đương với gần 850 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,7%. Doanh nhân Leonard Blavatnik đứng đầu danh sách với khối tài sản trị giá 23 tỷ bảng Anh. Theo tác giả danh sách này, đại dịch COVID-19 đã tạo ra cơ hội sinh lời cho nhiều nhà đầu tư bán lẻ trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội và trò chơi điện tử. Năm 2021 được coi là năm Napoleon, kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hoàng đế huyền thoại nước Pháp. Tại Bỉ, một cuộc triển lãm với chủ đề Từ Waterloo đến Saint Helens, sự ra đời của một huyền thoại đang diễn ra tại đài tưởng niệm trận chiến Waterloo 1815 nhằm khắc họa quãng thời gian 6 năm bị giam cầm của Hoàng đế Napoleon ở Waterloo. Tại cuộc triển lãm, hàng trăm đồ vật được thu thập gợi lại 6 năm Napoleon bị giam cầm sau thất bại cay đắng ở Waterloo. Triển lãm dự kiến sẽ mở cửa tới ngày 17 tháng 10 năm nay. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết, tối qua một trận động đất 5 độ đã làm rung chuyển huyện tự trị người Di Dạng Tị ở phía tây nam tỉnh Vân Nam của nước này. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 8 km, ban đầu được xác định ở vị trí 25,67 độ Vĩ Bắc và 99,89 độ Kinh Đông. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý Indonesia cũng thông báo vào lúc 19 giờ 9 phút tối hôm qua đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển tỉnh Đông Java của nước này, song không gây ra sóng thần. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 110 km, cách huyện Blitar 57 km về phía đông nam. Người bình thường có thể có cơ hội bay vào vũ trụ không? Câu trả lời là có. Thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng vũ trụ, trong đó có nhiều doanh nhân công nghệ cam kết chinh phục không gian. Thế nhưng, với ai suy nghĩ thực tế hơn thì giá vé sẽ là câu chuyện tiếp theo họ quan tâm. Du lịch vũ trụ, một hướng đi mới của tương lai sẽ được chúng tôi bàn tới trong phóng sự sau đây. 537 là số người đã bay vào vũ trụ theo thống kê của chuyên gia vũ trụ Jonathan McDowell. Con số này được dự báo sẽ tăng lên nhanh chóng trong tương lai gần với sự đầu tư từ các công ty tư nhân sau khi được chính phủ bật đèn xanh về kinh doanh dịch vụ. Công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm ngắn ngủi nhưng đáng giá trong không gian cho du khách tham quan vũ trụ. Hay công ty Virgin Galactic của tỷ phú Richard Branson đưa ra giá du lịch vũ trụ rẻ nhất hiện nay với chi phí 200.000 đến 250.000 đô la Mỹ một người cho một chuyến bay 90 phút vào tầng cao khí quyển. Với số tiền này, người ta có thể mua một căn nhà trung bình ở Mỹ. Ước tính khoảng 2,4 triệu người sở hữu khối tài sản từ 5 triệu đô la Mỹ có khả năng là khách của những chuyến du lịch ngoài không gian. Đây là hình thức kinh doanh cung cấp cho giới hạn. Một chiếc tàu vũ trụ nhiều nhất có thể cất cánh khoảng 5 lần một tháng. Nếu nhu cầu tăng cao thì giá thành sẽ lên cao bởi sự hạn chế mặt hàng đặc biệt và những nhà khai thác sẽ hưởng lợi. Lợi nhuận cao đi đôi cùng vốn đầu tư cũng phải rất lớn. Ngành du lịch vũ trụ sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ của các ông lớn công nghệ dám dấn thân. Sự đắt đỏ của một chuyến du hành ngoài không gian phải
phải ở việc bạn có mua được chiếc vé trên tàu vũ trụ giống như mua vé lên máy bay mà bản thân hành khách còn phải chi trả cho các chi phí huấn luyện cần có để trở thành thành viên của một phi hành đoàn chuyên nghiệp. Chúng tôi theo sát báo cáo sức khỏe của các khách hàng. Chúng tôi huấn luyện họ nghiêm ngặt. Đi nghỉ trên vũ trụ có thể vẫn ngoài tầm với phần lớn chúng ta trong tương lai gần. Nhưng giống như câu chuyện, chúng ta nghĩ việc có thể nhìn thấy và trò chuyện với một người đang ở cách chúng ta nửa vòng trái đất là viễn tưởng, thì giờ đây điều đó quá đỗi bình thường. Cũng vì vậy mà chúng ta cũng có quyền nghĩ tới một ngày nào đó, con người sẽ di chuyển trong hệ mặt trời để làm việc trên những hành tinh khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin khác có trong 45 phút chiều cùng với biên tập viên Anh Thư và Tuấn Hiệp. Xin cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin dự báo về tình hình thời tiết trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày mai ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tại Bắc Bộ và Trung Bộ diễn ra trong thời tiết tương đối thuận lợi. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra đến Thanh Hóa và cả Bắc Bộ vẫn chịu tác động của vùng thấp nóng phía Tây, vì thế ngày mai vẫn có nắng mạnh từ sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ cũng như là ở miền Trung là từ 35 đến 38 độ và vẫn có những điểm nhiệt độ cao trên 39 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ. Với thủ đô Hà Nội, trời vẫn nắng nóng với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Thời tiết khá là oi bức, vì vậy người dân nên tham gia bầu cử từ sớm và chú ý mang theo các vật dụng chống nắng như mũ, ô và thường xuyên bổ sung nước uống. Chiều tối và đêm mai trở đi, khi có một rãnh mây dông di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống, nó sẽ gây mưa và giúp cho miền Bắc có được những ngày đầu tuần mát mẻ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định mây nhiều hơn, nhiệt độ giảm xuống còn từ 34 đến 36 độ, nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận, những nơi chịu ảnh hưởng chính của rãnh áp thấp nên chiều và tối mai có mưa và mưa rào, có nơi mưa to và cả dông mạnh. Trái ngược với thời tiết nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ, trong ngày bầu cử tại phía Nam, ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ bước vào một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ, đối với các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ban ngày trời nắng gián đoạn với mức nhiệt từ 28 đến 31 độ, đến chiều và tối sẽ có mưa dông mạnh. Để hạn chế tác động của những cơn mưa, người dân cũng nên đi bầu cử sớm. Trên biển ở phía nam của Biển Đông, khu vực biển huyện đảo Trường Sa, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mùa Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Mưa rào và dông xuất hiện nhiều ở các vùng biển trên, cũng như khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và cả vùng Vịnh Thái Lan, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự 45 phút chiều và bây giờ là phần tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm nay ngày 22 tháng 5, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức bầu cử sớm. Từ 9 giờ sáng nay, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị kết thúc cách ly phong tỏa.
Bộ Y tế kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng những người làm công tác phòng chống thiên tai. Và sau đây, truyền hình Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thân ái gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 1946, 22 tháng 5 2021, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác phòng chống thiên tai những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70 ngày 22 tháng 5 năm 1946, thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê đến nay, công tác phòng chống thiên tai đã huy động được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đạt được những thành tựu to lớn. Trong những năm qua, chúng ta ngày càng thực hiện tốt việc chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và những thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt trước những khó khăn gian lao bởi thiên tai bão lũ, thì tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta lại được phát huy cao độ. Nhân dân cả nước cùng chung sức, đồng lòng, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai. Nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh quên mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cùng các lực lượng phòng chống thiên tai trong 75 năm qua. Trước tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng phòng chống thiên tai, các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, nhằm giảm đến mức thấp nhất rủi ro thiên tai do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước, thể hiện hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế trong những nỗ lực phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, ngày mai ngày 23 tháng 5 sẽ chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cả nước đều đang rất mong chờ được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình. Cùng với đó là kỳ vọng vào một kỳ Quốc hội mới với những người đủ tài, đủ đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Và đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức của các địa phương diễn ra như thế nào? Sự bảo đảm an toàn về phòng chống dịch tại các điểm bầu cử ra sao? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trình bày của biên tập viên Quang Thuận. Vâng, xin mời anh Quang Thuận ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Anh Thư, xin cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn hơn 12 giờ đồng hồ nữa, cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu để thực hiện quyền làm chủ của mình. Và đây là lúc chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn nhìn lại những chặng đường đã qua của quá trình chuẩn bị cho ngày hội non sông. Vào thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử có thể nói là đã hoàn tất. Thành quả đó có được, đầu tiên phải nhắc đến là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm, rất sát sao của Đảng cho công tác bầu cử. Gần một năm trước, Bộ Chính trị đã có kết luận 174. Tiếp đó là việc ban hành chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 về sự lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ trì tổ chức các hội nghị hiệp thương, chọn lựa giới thiệu những người ứng cử. Trên cơ sở đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với 866 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, để cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra 500 đại biểu. Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chia sẻ, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đánh giá và đo lường bằng chất lượng hoạt động của từng đại biểu Quốc hội. Vì vậy, có thể khẳng định, công tác nhân sự là công việc chuẩn bị quan trọng hàng đầu của mỗi cuộc bầu cử. Trải qua quy trình 5 bước với 3 lần hiệp thương, danh sách 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và hàng trăm nghìn các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được chính thức công bố. Đây là một quy trình chặt chẽ mà không phải quốc gia nào cũng có.
Quá trình giới thiệu ứng cử viên, người tự ứng cử hay ứng cử viên ngoài đảng ở Việt Nam do chính cử tri ở các cấp cơ sở sáng suốt lựa chọn bằng lá phiếu tín nhiệm. Trong số 868 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, có 203 người được Trung ương giới thiệu ứng cử, ở địa phương là 665 người, trong đó có 9 người tự ứng cử. Quá trình giải quyết đơn xin rút và đề nghị của Ủy ban bầu cử ở một số địa phương, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội còn 866 người. Về cơ cấu, 393 người ứng cử là phụ nữ, chiếm tỷ lệ 45,38%, tăng 6,31% so với khóa trước. 185 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 21,6%. 74 người ứng cử là người ngoài đảng, chiếm hơn 8,55%. Tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 5, tức là một ngày sau thời điểm ngừng việc xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử, ngày 13 tháng 5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân. Đa số nội dung tố cáo chủ yếu liên quan nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp về các nội dung quản lý đất đai, xây dựng, số vụ khiếu nại tố cáo về bầu cử, nhất là đoàn đông người, phức tạp, giảm nhiều. Số lượng đơn gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ bằng 15% so với kỳ bầu cử trước. Có thể khẳng định công tác nhân sự cho cuộc bầu cử lần này đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao. Kỳ bầu cử lần này được chuẩn bị trong bối cảnh đặc biệt khi mà dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành và diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức chuẩn bị cũng có nhiều điểm khác biệt. Vẫn là sự kỹ lưỡng, chu đáo, tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp. Nhưng có thể nói tính chủ động, sáng tạo và thích ứng thì đã được nâng thêm một bước. Điều này có thể thấy rõ như chỉ đạo rất kịp thời về công tác tổ chức tiếp xúc cử tri khi mà diễn biến COVID-19 trở nên phức tạp. Ngay trong ngày 4 tháng 5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lần lượt có các văn bản số 640 và 61 hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, người đứng đầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các địa phương phát huy cao độ ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử, tăng cường tương tác giữa người ứng cử với cử tri, bảo đảm sự bình đẳng giữa các ứng cử viên. Đây là điểm cầu trực tuyến tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 30 cử tri đến dự cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách. Cách đó không xa, tại trụ sở quận Hoàng Mai, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đang trình bày chương trình hành động. Nội dung được truyền trực tiếp đến điểm cầu huyện Gia Lâm và 36 xã, phường, thị trấn của hai quận, huyện. Dù không được tham dự trực tiếp, nhưng các cử tri tại hội nghị trực tuyến đều cho rằng đã nắm rõ nội dung chương trình hành động của người ứng cử. Mỗi một người ở một cái vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng qua cái chương trình hành động tôi thấy là rất là chi tiết, cụ thể ở từng cái lĩnh vực công tác của mình. Mà nói lên được cái nguyện vọng, nó đều đáp ứng được cái nguyện vọng của cử tri. Hình thức tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến cũng đã đảm bảo là dân chủ đông đảo. Cử tri ở các cái điểm cầu tham dự cũng được tiếp cận với các chương trình hành động của các ứng cử viên. Lần đầu được triển khai, hình thức hội nghị trực tuyến nhanh chóng chứng tỏ được hiệu quả, bảo đảm các yêu cầu đặt ra cho một hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Hình thức này nhanh chóng được các địa phương áp dụng và triển khai rộng khắp. Thực hiện cái nhiệm vụ giám sát công tác bầu cử theo các quy định của pháp luật, trong đó là làm sao là cái triển khai tổ chức tốt cái hội nghị cử tri để các cái người ứng cử thực hiện cái quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, làm sao cho người dân biết được cái chương trình vận động bầu cử của các cái ứng cử viên để có cái sự lựa chọn cho nó sáng suốt. Ngoài việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến, việc ứng dụng công nghệ thông tin được tận dụng tối đa để tuyên truyền về bầu cử. Nhiều ứng cử viên được hỗ trợ đăng tải chương trình hành động qua các kênh truyền thông đại chúng như báo điện tử, mạng xã hội. Có nơi như quận 12, thành phố Hồ Chí Minh sử dụng robot để đọc tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Tuổi trẻ nhiều tỉnh thành sử dụng quét mã QR để tiếp cận thông tin về bầu cử. Nhiều địa phương sử dụng tài khoản Zalo để cập nhật tình hình bầu cử, nguyên tắc bầu cử, thảo luận lý lịch của người ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Vâng, thưa quý vị, thao tác quen thuộc vừa rồi của tôi là một minh chứng dễ thấy nhất trong những ngày gần đây về việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin cho tuyên truyền. Bất cứ khi nào thực hiện một cuộc điện thoại thì cử tri cả nước ngay lập tức đã được tiếp cận với thông tin về ngày bầu cử. Có thể khẳng định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện truyền thông vào bầu cử là một sáng kiến rất hiệu quả. Sáng kiến này không chỉ áp dụng trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 mà cần áp dụng cả trong điều kiện bình thường, giúp số lượng cử tri được tiếp xúc nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức. Bên cạnh đại dịch COVID-19 thì những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước khiến cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử với gần 85.000 điểm bỏ phiếu trở nên khó khăn gấp bội. Và trong buổi lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu lực lượng công an nhân dân và các lực lượng tham gia bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân, phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, ra soát kỹ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tổ chức thành công ngày bầu cử, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh ngay tại cơ sở, theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó có tình huống tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly dịch COVID-19. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ ngày bầu cử, bảo vệ từng khu vực bỏ phiếu, bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ từng thùng phiếu. Công tác bảo vệ ngày bầu cử phải triển khai rộng khắp trên cả nước với cấp độ cao nhất tại gần 85.000 khu vực bỏ phiếu, trong đó có nhiều khu vực ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Không chỉ thực hiện các cái phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự mà còn phải nắm vững và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị bảo vệ ngày bầu cử 23 tháng 5 đã cơ bản hoàn thành một cách toàn diện, đồng bộ, chu đáo, cụ thể, kỹ lưỡng về tất cả các mặt trên khắp cả nước. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, thì việc bảo đảm công tác y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia và các địa phương đã lên kế hoạch và triển khai một số biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu, bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử, không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu. Chuẩn bị các kịch bản dịch bệnh là các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi bầu cử. Đối với trường hợp nhiệt độ trên 37 độ thì sẽ có người hướng dẫn riêng và vào khu vực bỏ phiếu riêng. Người dân mà đang trong diện là cách ly tại nhà, chúng tôi cũng sẽ đã có hòm phiếu phụ và đây thì chúng tôi cũng sẽ phân công và mỗi một hòm phiếu phụ này thì có 5 người với trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo công tác phòng chống dịch và đến từng điểm. Phân công lực lượng công an, cảnh sát khu vực cũng như là lực lượng bảo vệ sao cho được đảm bảo an ninh trật tự tại tất cả các điểm bầu cử. Tại những điểm bỏ phiếu đặc biệt đặc thù là những nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và các khu cách ly, cũng chủ động xây dựng các phương án bầu cử vừa bảo đảm an toàn, minh bạch, vừa bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn về phòng dịch, bảo đảm tất cả những bệnh nhân, người cách ly đều được thực hiện quyền cử tri của mình. Chúng tôi thì đã có phương án đưa hòm phiếu, đưa phiếu vào các khu điều trị, vào các cái khu đang cách ly F1 để cho những cái người mà có nguy cơ lây nhiễm thì không phải ra ngoài để bỏ phiếu. Trong quá trình bỏ phiếu thì hòm phiếu sẽ được khử khuẩn cẩn thận. Thành viên của các tổ bầu cử sẽ được trang bị phòng hộ đầy đủ. Các cử tri sẽ được phân luồng di chuyển đảm bảo một chiều và giữ khoảng cách. Chúng tôi đã bố trí cán bộ giám sát thân nhiệt và nhắc nhở các cử tri sát khuẩn tay trước khi nhận phiếu, bỏ phiếu. Cho đến nay, mặc dù công tác bầu cử được đặt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với sự chủ động cho tất cả tình huống, mọi công tác bảo đảm cho ngày bầu cử sẽ được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, góp phần quan trọng vào thành công trong công tác chuẩn bị bầu cử, không thể không nhắc tới công lao của những tổ bầu cử, các cán bộ mặt trận ở cơ sở. Họ là những người đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng để không bỏ sót quyền lợi công dân của một ai. Đưa thông tin bầu cử đến với mỗi người dân, nhờ đó mà người dân hiểu được quyền, làm chủ cũng như nghĩa vụ của mình. Vậy là cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để làm nên thành công của ngày hội lớn. Đã gần 2 tháng nay, căn nhà nhỏ ở góc phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa này chưa một ngày đóng cửa. Đây không chỉ là nơi các thành viên tổ bầu cử số 1 giao ban, phân công công việc hàng ngày, mà đó còn là nơi đón tiếp, giải quyết những băn khoăn, thắc mắc của cử tri trong khu dân phố. Tôi ra xem cái danh sách của gia đình nhà tôi, có cái gì mà tôi không biết thì tôi có hỏi cái cô trực ở đây. Tôi rất là hướng dẫn chu đáo, bà con cũng yên tâm. Từ khi bắt đầu được niêm yết danh sách cử tri, chúng tôi ở đây đã được phân công nhau và trực thường xuyên, ngày nào cũng trực, hướng dẫn tìm hiểu luật bầu cử và hướng dẫn người ta tìm hiểu lịch sử của những ứng cử viên, tiếp nhận những cử tri ra, người ta rà soát xem có danh sách bầu cử hay không. Nếu thiếu chúng tôi sẽ bổ sung, nếu như người ta muốn chuyển đi nơi khác bầu cử thì chúng tôi cũng hướng dẫn người ta làm thủ tục xin giấy tờ để chuyển cho người ta. Bên cạnh đó, các thành viên còn lại sẽ đảm nhận nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà nhằm đảm bảo danh sách thống kê được chính xác, mọi hộ dân đều được tiếp cận thông tin về bầu cử một cách đầy đủ nhất. Các anh chị ở đây rất là trách nhiệm, rất là đến nơi chốn, đôn đốc nhắc nhở mọi người để thực hiện tốt cái quyền lợi cũng như là trách nhiệm của mỗi công dân. Và từ mỗi công dân có trách nhiệm thì chúng ta sẽ có một cái kết quả bầu cử nó tốt. Tôi thiết nghĩ thế này này, muốn làm chính xác cái danh sách này, trước hết là cái sâu sát trong nhân dân, đến từng nhà một. Thế chung nhiều lúc chúng tôi cũng phải là đến nhiều lần. Chuẩn bị chu đáo, tuyên truyền tích cực, những thành viên tổ bầu cử số 1 đã và đang là nhân tố không thể thiếu, cùng chính quyền các cấp chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Theo thống kê, toàn quốc có 16 tỉnh, thành phố được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm với các khu vực bỏ phiếu có khó khăn trên địa bàn. Và những thông tin chi tiết thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình thời sự ngày hôm nay. Còn bây giờ, để kết thúc phần trình bày của mình, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn sẽ ngược dòng thời gian để nhớ về cuộc tổng tuyển cử lần đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa 1. Thời điểm đó, trong bối cảnh đất nước ta đang ở vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cùng lúc phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc rốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, mỗi một lá phiếu cũng có sức mạnh như một viên đạn. Đến nay, sau 75 năm, bối cảnh đất nước ta đã có rất nhiều đổi thay. Một Việt Nam thống nhất, hòa bình và phát triển đang đi trên con đường phồn vinh, hạnh phúc. Lá phiếu đó vẫn vẹn nguyên sức mạnh để thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để chọn ra những đại biểu xứng đáng với truyền thống anh hùng và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước. Ngày mai, 23 tháng 5, ngày bầu cử, mỗi cử tri chúng ta với lá phiếu nhỏ trên tay sẽ mang theo trách nhiệm thật lớn lao, bởi mỗi quyết định bầu chọn là quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước và của chính gia đình, của cá nhân chúng ta. Hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử. Hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái. Hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết. Đó là lời kêu gọi bình dị mà sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với mong muốn mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ngày hội tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bác có lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu. Và đấy coi như là đấy là thực hiện cái quyền và nghĩa vụ chính đáng của công dân. Đấy là một sự kiện trọng đại để tỏ cho thế giới biết rằng nước Việt Nam độc lập và người dân Việt Nam có tự do và làm chủ. Và tự do lựa chọn những người xứng đáng nhất về tài và đức đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội và chính phủ. Người nói, ngày mai sẽ là một ngày đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ. Mỗi lá phiếu cũng có sức mạnh như một viên đạn. Cho dù nhà nước còn non trẻ, cho dù phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, 2 triệu dân chết đói,
95% dân mù chữ, đất nước bị thực dân Pháp chiếm đóng và các thế lực phản động chống phá. Nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn quyết tâm cho ra đời Quốc hội. Để rồi kết quả cũng thật trọn vẹn. 89% cử tri trong cả nước đi bầu cử, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới. Chứng minh cho cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin người dân, sự kỳ vọng người dân vào Đảng và Nhà nước. Chẳng đấy là cái ý chí, cái niềm tin, sức mạnh người dân, một sự đồng thuận giữa dân với Đảng, với Nhà nước, với Quốc hội. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, 10 năm bao cấp và 35 năm đổi mới, đất nước hiện nay đang trên con đường phát triển hùng cường. Sức mạnh của lá phiếu vẫn nguyên vẹn, và ở đó, tinh thần dân chủ, đoàn kết được tỏa sáng và phát huy. Thông qua cái lá phiếu này, để rồi cử tri ta sẽ lựa chọn được một cách rất sáng suốt những đại biểu ưu tú của mình để tham gia vào Quốc hội, tham gia hội đồng nhân cấp, để rồi triển khai thực hiện tốt, thật sự thắng lợi cái tinh thần quyết đại hội thứ 13 của Đảng. Chứ lựa chọn của dân là quan trọng nhất. Khi dân tin cậy vào ai đó để lựa chọn, thì người đó sẽ tự hào hơn. Và chắc chắn người đó cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, lời hứa với dân tốt hơn. Cái bầu cử Quốc hội khóa 15 này cũng sẽ diễn ra rất thành công. Cái thành công hay không ấy, thì trước hết là ở lòng dân. Cái lòng dân mà tin tưởng, lòng dân mà hợp tác, lòng dân mà thống nhất, thì tất cả mọi việc khó mấy cũng thành công. Vừa qua cái đại hội Đảng thấy được rất rõ cái điều đó. Mỗi lá phiếu nhỏ mang theo trách nhiệm lớn. Tin tưởng rằng mỗi cử tri nhận thức sâu sắc hơn về quyền công dân của mình để bỏ những lá phiếu thực chất. Thực chất là tự tay mỗi cử tri bỏ lá phiếu vào thùng, không bầu hộ, bầu thay. Thực chất là cân nhắc, lựa chọn kỹ càng những người ứng cử thực tài, thực đức để chọn mặt gửi vàng. Có như vậy mới góp phần đưa đất nước phát triển, đi đến phồn vinh và hạnh phúc. Tiếp tục chương trình với các thông tin về công tác bầu cử sớm tại các địa phương trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sáng nay gần 3.400 cử tri là lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 và các cử tri thuộc diện F1 tại 14 điểm bầu cử của thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và hai huyện Gia Bình, Tiên Du đã đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, tại một số đơn vị lực lượng vũ trang tại Đắk Nông và Đắk Lắk, công tác bầu cử sớm cũng đã diễn ra an toàn và thuận lợi. Ngay sau khi khai mạc bầu cử tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, hòm phiếu phụ đã được cán bộ làm công tác bầu cử chuyển đến khu cách ly tập trung, nơi có 104 cử tri làm nhiệm vụ và cử tri thuộc diện F1 sẽ tham gia bỏ phiếu. Công tác bàn giao được diễn ra nhanh chóng, tuân thủ đúng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động diễn tập thực hành quy trình bầu cử, nhất là ở nơi cách ly tập trung, giãn cách, phong tỏa ở địa bàn dân cư, để mọi cử tri đều có quyền và nghĩa vụ được tham gia bầu cử. Cũng trong ngày 22 tháng 5, tại 13 điểm bầu cử ở 12 đồn biên phòng và tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác tuyên truyền, việc bầu cử tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã diễn ra khẩn trương, an toàn và trật tự. Chỉ hơn 2 giờ sau lễ khai mạc, 100% cử tri đã bỏ phiếu xong, hoàn thành quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Ngày 22 tháng 5 tại Công an tỉnh Đắk Lắk, thuộc khu vực bỏ phiếu số 13 của phường Tư An, thành phố Buôn Ma Thuột, đã có 100% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó nhiều ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền phổ biến những nội dung liên quan đến tinh thần, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử. Nhờ vậy, các cử tri đã nhanh chóng thực hiện đúng quy trình bầu cử, vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt quyền nghĩa vụ cử tri của mình thông qua lá phiếu bầu chọn đúng những người mà mình kỳ vọng. Cách đất liền hơn 250 hải lý, đa số các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 16 tháng 5 vừa qua.
Cử tri ở nơi đầu sóng ngọn gió kỳ vọng rất nhiều vào lựa chọn của mình, bầu ra những đại biểu xứng đáng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần ghi nhận của phóng viên truyền hình Nhân dân qua phóng sự ngay sau đây. Mặc dù điều kiện ở đảo còn nhiều khó khăn, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội non sông, từ người dân cho đến cán bộ, chiến sĩ trên các đảo rất phấn khởi trong ngày trọng đại. Được thực hiện quyền công dân, được bầu cử nơi biển, đảo Tiền Tiêu, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Mong muốn của tôi trong đợt bỏ phiếu này thì được bầu những người đại biểu có đức, có tài, mới mong muốn nguyện vọng của nhân dân. Cũng rất là kỳ vọng các đại biểu được trúng cử Hội đồng Nhân dân các cấp lần này sẽ phát huy trách nhiệm, năng lực của mình, đem tiếng nói và nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân các lực lượng trên đảo đến được các cơ quan lãnh đạo nhà nước. Cùng những kỳ vọng của các cử tri huyện đảo Trường Sa trong ngày bầu cử sớm 16 tháng 5 vừa qua, ngày mai 23 tháng 5, cử tri khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa lớn sẽ tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định. Quân dân huyện đảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tìm hiểu kỹ lưỡng từng ứng cử viên nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia cơ quan quyền lực ở các cấp. Trên các đảo, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, nơi đầu sóng ngọn gió, cùng hướng về ngày hội non sông. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ở thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, nơi đây mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã hoàn tất. Tất cả các cử tri đang náo nức chờ đợi ngày hội lớn của dân tộc. Còn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, 7 giờ sáng ngày hôm nay tại 6 địa điểm bầu cử trên huyện đảo đã đồng loạt diễn ra khai mạc trọng thể cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Vũ Quân sẽ gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh cuộc bầu cử sáng nay qua ghi nhận sau đây. Ngay từ sáng sớm, mọi người dân trên đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã hăng hái đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thiêng liêng của mình. Trên khắp đảo đều rực màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử nổi bật trên màu xanh của biển. Huyện đã chỉ đạo tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử, chuẩn bị cho công tác trang trí tuyên truyền và tập trung tuyên truyền vận động cử tri tham gia đi bầu cử đúng ngày bầu cử đầy đủ đảm bảo theo quy định của luật. Và đến thời điểm hiện nay, tại sáng ngày hôm nay 22 tháng 5 năm 2021 thì cơ bản là cử tri của các cơ quan đơn vị, ngư dân và khách vãng lai đã đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng và đã thực hiện cái việc bầu cử của mình tại huyện. Cùng với các tuyến đường, các điểm bầu cử, trụ sở các cơ quan đơn vị được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, huyện đảo đã mua 500 lá cờ Tổ quốc phát cho các tàu thuyền neo đậu trong khu vực Âu Cảng, đồng thời tuyên truyền vận động mỗi phương tiện neo đậu trong khu vực Âu Cảng treo một băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử. Bà con trên đảo và như bản thân tôi là rất là háo hức và phấn khởi. Và trước ngày hội của toàn dân, và để bầu ra những đại biểu xứng đáng, đủ đức đủ tài để gánh vác công việc của đảng và nhà nước, để lo cho cuộc sống của nhân dân. Như bà con chúng tôi là những người dân sống xa đất liền. Sau khi việc bầu cử hoàn tất, các hòm phiếu được niêm phong cẩn thận ngay tại chỗ và sẽ chuyển vào trong đất liền trong ngày để kịp thời gian kiểm phiếu với các đơn vị bầu cử khác ở Hải Phòng, diễn ra vào ngày mai 23 tháng 5. Tiếp nối chương trình, Bộ Y tế kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai. Bộ Tài chính điều chỉnh giảm giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6. Thưa quý vị, ngày hôm nay 22 tháng 5, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định kết thúc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa bàn thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.
Sau 14 ngày phong tỏa cách ly y tế, từ 9 giờ ngày hôm nay, khu vực từ tổ 1 đến tổ 7 với khoảng 350 hộ dân được dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai xã Hải Chánh và Hải Sơn thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, chuyển sang thực hiện theo tinh thần của chỉ thị số 19. UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo huyện Hải Lăng chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa, tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế và tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo đúng quy định. Cũng trong ngày hôm nay 22 tháng 5, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một hộ gia đình gồm 6 người sống tại Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam trên tuyến sông Tiền. Sau khi phát hiện, tổ công tác vận động, tuyên truyền yêu cầu các hộ trên quay trở lại Campuchia tiếp tục sinh sống, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước sở tại, không được nhập cảnh trái phép, đồng thời đơn vị thông báo cho các lực lượng phía Campuchia, Hội Việt Kiều biết để phối hợp, tiếp tục ngăn chặn, tuyên truyền, không để cho các hộ Việt Kiều nhập cảnh trái phép. Tính đến hết ngày 20 tháng 5, tỉnh Hà Giang đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho hơn 13.500 người, đạt 96,26% so với số trường hợp được điều tra. Hơn 12.690 người được tiêm mũi 1, hơn 880 người được tiêm mũi thứ 2. Hiện sức khỏe của mọi người đều ổn định, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Trong đợt thứ 2 đã tiêm mở rộng thêm các tình nguyện viên, phóng viên, nhân viên hải quan, người kinh doanh vận tải, hướng dẫn viên du lịch. Hiện tỉnh Hà Giang có gần 16.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra của Bộ Y tế để kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bạch Mai. Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế có nhiệm vụ trách nhiệm kiểm tra đánh giá về việc thực hiện đề án thí điểm tự chủ tại Bệnh viện Bạch Mai theo nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và công văn chỉ đạo của Bộ Y tế đối với bệnh viện trong thời gian qua. Kết quả kiểm tra được báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 6 năm 2021. Trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai xảy ra nhiều vấn đề liên quan tới công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện các đề án mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế của bệnh viện. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Quốc Anh và nhiều đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ nâng giá thiết bị y tế. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các nhà xuất bản thực hiện kiểm soát tiết giảm các chi phí trong cơ cấu giá thành sách giáo khoa để giảm giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới. Các nhà xuất bản đã tiếp tục thực hiện kê khai điều chỉnh giảm giá một số cuốn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 mới. Hiện nay, sau nhiều lần kê khai, giá một số bộ sách đã giảm so với lần kê khai đầu tiên. Theo đó, 3 lần các nhà xuất bản đã kê khai lại giá sách giáo khoa đều điều chỉnh giá giảm từ 3,3 đến 9% đối với sách lớp 2 và 2,4 đến 9% đối với sách lớp 6. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 5 năm 2021, cả nước có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, tăng thêm 2 nhóm so với cùng kỳ năm 2020. 4 nhóm hàng xuất khẩu gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng và dệt may. Hai nhóm hàng mới đạt được cột mốc này là máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng và dệt may. Trong đó, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt 13,34 tỷ đô la Mỹ là nhóm hàng có mức tăng trưởng ấn tượng nhất của 4 nhóm hàng chủ lực. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Phương án tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây được bổ sung thêm 3 cổng thu phí tại nhánh D, nút giao với quốc lộ 51 và điều chỉnh số lượng cửa ra vào để phù hợp với thực tế khai thác và lưu lượng xe trên tuyến. Bên cạnh đó cũng cập nhật các văn bản pháp quy có liên quan về quản lý khai thác đường cao tốc, cập nhật thay đổi về địa danh hành chính, về việc thành lập thành phố Thủ Đức. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, bảo đảm tuân thủ theo quy định trong phương án tổ chức giao thông được phê duyệt. Trước đó, khu vực thu phí cao tốc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài.
Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.